Và chỉ ít phút nữa thôi, chương trình khai tiệc sẽ được thực hiện ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Trân trọng kính mời giám đốc sẽ khui chai rượu sân banh của mình ra đây ạ. Để bữa tiệc sẽ được diễn ra chỉ ít phút nữa thôi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Quý vị hãy chuẩn bị cho mình những ly bia, ly rượu, ly nước ngọt đi ạ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Sẽ chuẩn bị cho mình những ly bia, ly rượu, ly nước ngọt. Và sau đó trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng dậy đúng không ạ? Trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ, hãy chuẩn bị ly bia ly rượu để chúng ta sẽ cùng đứng dậy khai bất tiệc trong buổi tối nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, ly rượu của sự đoàn kết, ly rượu của quý đối tác, quý khách hàng, ly rượu của tình cảm đã được ban lãnh đạo cũng như quý đối tác khách hàng đã cúi ra. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị bên bàn tiệc thân thương. Quý vị có thể cùng đồng thanh hô to với ban tổ chức chúng tôi được không ạ? Khẩu hiệu của chúng ta là gì ạ? 23 Zo, 23 Zo, 23 chúc mừng năm mới được không ạ? Quý vị sẵn sàng chưa? 23 Zo, 23 Zo, 23 chúc mừng năm mới. Xin chân thành cảm ơn. Mùa xuân mới, xuân Canh Tí năm 2020. Một lần nữa, ban tổ chức xin được thay lời công ty Nguyên Hương kính chúc toàn thể quý vị chào đón một mùa xuân mới vạn sự như ý, thị sự như mơ, triệu điều bất ngờ, an khang thịnh vượng. Xin chân thành.